Hello, hello, xin chào cả nhà. Jay trở lại đây nè. Hôm nay Jay sẽ hướng dẫn cả nhà là gắn móng bút treo, treo extension trong vòng 5 phút. Đây, biết tay ai không nè? Tay ải, tay ai? Tay tuổi, tay tui, không phải. Rồi, ok. Cái này là cái long stiletto ha. Jay có dũa chút xíu cho nó nhọn nè. Rồi, bây giờ làm nha. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị tâm lý chưa? Nhớ like, share. Biết kiếp mà để gắn 5 phút là bắt buộc là phải có cái đèn may. Đó, không có cái này là không thể nào gắn được 5 phút hết á. Gắn 5 phút nè. Bây giờ đẩy luôn, chấp luôn, đẩy cuticle luôn. Rồi bắt đầu vô nha. Rồi bắt đầu tính giờ đi. Anh chị nào rảnh bấm giờ giùm đi. 10:23. Rồi, 10:23. Là tới 10:28 phải không? 10:28 đó. Chơi luôn. Tôi cho chạy mà chạy xì khối luôn nè. Thấy ghê chưa? Cái gì à... Tôi lên đây là hồi nãy giờ là tôi ghim, tôi im dữ lắm rồi. Bà Ngân này á, là một trong những cái người khách mà khó chịu nha cả nhà. Trời ơi, vô. À, em muốn làm lẹ lẹ, chỉ 15 phút nữa em đi họp. Ok, làm lẹ xong thì mình cũng đẩy cuticle xong. Mình bóp một cái mình gắn lên xong cái mình sơn. À không không, chị ơi, chạy cái cuticle, chạy móng bóp giúp em chút xíu. Nó ủa sao nói đừng có làm mấy cái step kia. À, rồi đòi hỏi đồ. À không, bởi vậy khách thường thường á rút kinh nghiệm nha cả nhà. Họ nói là ok, làm nhanh gọn lẹ nhưng mà cần có skip step cho người ta nha. Mặc dù người ta nói ôi đừng gắn thêm này kia. Đó, nãy là Ngân nói y chang như vậy đó. Rồi hả, cũng đòi hỏi, sau đó cũng phải tốn thêm một phút để mà dũa cuticle. Không phải là ấy, nhưng mà đây là rút kinh nghiệm thôi. Rồi lời sơn xong biết làm sao không? Rồi đổi màu. Trời má ơi. Ta nói à, rồi xong rồi đòi đổi màu xong rồi bắt đầu đòi làm mát nữa chứ. Có điên không? Có điên ghê chưa? Quá trời quá đất. Đợi sơn xong bộ xoay nì cái mình nhớ là ồ mình mát. Quá trời quá đất. Nhà nhớ like và share giùm nha. 5 phút nha. Đó, mình bước lên. Trời ơi làm nhanh. Đây là step đầu tiên hydrator nè. Yeah. Làm khô móng nè. Đẩy dầu ha. Rồi cái thứ hai Nana xịt primer. Vô. Hơi nhiều. Trời ơi cái bàn tay mà nãy giờ Ngân không lên tiếng là tưởng đâu bữa nay là làm cho ai ăn chay không á. Tôi không nghĩ là bàn tay tôi lên like nó lại đẹp vậy. Đẹp quá. Hai cái brush on treo đâu rồi. Cái chai này này đó. Cái số 3. Trong complete reset thì Ara là nó có đầy đủ size cho mấy đầy đủ cái chai cho mấy anh chị hết, cho nên là mấy anh chị mua xong nguyên set đó là không có cần phải lo nữa. Ủa mình còn cái vụ mà mua một kit đầy đủ size móng, đầy đủ loại shape móng and hai cái full package tặng cái đèn may không? 390 đồng. Cho luôn. Còn đúng không? Còn ai còn, gọi còn. Vô bây giờ ai gọi vô là cho luôn. Còn làm cái điều đó liền, nha. Honor cái điều đó liền. Dạ, yeah, mua Complete Reset 390 của Thiara là tặng cái đèn mây đó nha mấy anh chị. Ồ, cái nào mà tụi em thông báo là mấy anh chị mà cần mua, mua liền chứ thôi nó hết hàng. Mua liền, tay. Giống như hôm qua mà đăng của Z-Gel trên Z-Blend đó, mua set Z-Blend tặng Z-Gel đó mấy anh chị mua chậm mà nó hết trơn hàng, sold out liền trong vòng một ngày luôn á. Lấy tiếp ra để sẵn luôn rồi ha. Ok. Lấy trong thời gian mà Ngân hơ đèn là sẽ lấy acetone chùi. Cái cỏ nó mất tiêu. Đó. Chùi một cách nhanh, cực kỳ nhanh. Cái acetone, cái hũ này hư nha. Hết. Hư. Hết hay hư? Hư. Trời ai xài sao tới hư đồ luôn vậy ta? Bữa gót cái bật cái ai làm á nghe. Ủa ai gớt mà chê biết vậy? Nghe. Nghe chứ không phải tôi nghe đó nha. Không phải chơi thiệt, ta làm cái lỗi là ta sẽ nhận ngay. Rồi. Hello chị Suzy. Đó, trong cái thời gian mà mấy anh chị, đây là cái cách làm Sierra rất là nhanh. Trong thời gian mà khách hơ đèn á là mình đi dùng acetone để mà clean cái móng. Không clean cái đó thì nó sẽ bị chóc. Nhưng mấy anh chị có nhiều trường hợp khách mà quên đi cái bước mà chùi đi cái lớp bóng của móng bằng acetone á, thì sau khi gắn xong dũa là nó bị bay xuống luôn. Đây. Có cái đèn mây đó, để xong hơ. Rồi cái ngón sau mình đưa gần lại chút, mình đi ra tới ngoài đại lộ lắm. Ừ, cũng còn thấy trong cái frame cho nên ok. Đưa vô chút nha, bé đẩy đèn đi vô theo. Đó, được rồi đó, đừng đẩy sát quá, nó không có thấy, khách không thấy nè.
Đó. Rồi. Okay. Đây là có cái đèn mây thì nó sẽ làm nhanh hơn nhiều, tại vì mình cầm hai ngón tay được là mình biết nó không có bị líp. Và mình chị hỏi làm mình sao nhìn mà được làm nó hay bị hở, làm nó hay bị bubble, tại vì mình phải angle cái tip nó xuống 45 độ rồi mình đưa cái gần cuticle mình chừa ra chút xíu, mình hạ nó ra ngoài đầu móng và mình giữ im như cái phần cuticle chắc vậy đó. Thì nó mới không có bị bubble. Có nhiều anh chị còn cái vấn đề gắn bị bubble dữ lắm. Okay. I have order. Cảm nhanh không mấy anh chị? Nhanh dễ sợ không? I have order. Chị Suzy là hầu như cái gì cũng order chứ. Suzy là dạ, complete set. Fan cứng, fan cuồng. Salon của chị là có thể là name là journal salon được luôn phải không chị Suzy? Đầy đủ đồ không thiếu gì hết trơn. Nhưng mà phải hỏi nè. Giờ đầy đủ đồ hết nhưng mà hiện giờ là chị đang thích cái service nào nhất? Tại em biết là chị Suzy có bột nè, có tiara, có tháp luôn à. Thì cái nào là chị đang thích làm nhất chị Suzy? Khách hàng này họ đòi đủ thứ hết trơn á. Bộ này chỗ chị lấy bao nhiêu tiền? Bộ này thì trong tiệm của Ngân thì Ngân sẽ xong, lấy mắc hơn bộ 5 phút nha cả nhà, 5 phút vừa mới nhảy qua 10-29 đến 5 phút, vừa giữ cuticle vừa này kia các step prep tip rồi luôn, 5 phút nha. Đối với móng clear thì em sẽ lấy mắc hơn móng bột 5 đồng và sau đó sơn gel lên thì mình tính tiền thêm gel. Cái cách đó là cách dễ nhất cho mấy anh chị tính tiền trong tiệm. Ví dụ như bộ này trong tiệm mấy anh chị là mình làm full set mà bột là bao nhiêu tiền? Full set là 30, dài cái này là 35, 40, 40 and cái step này là 45. Tiệm em sẽ lấy 45 và đối với thị Adà thì em sẽ lấy là 50. Rồi mình sơn treo lên 15 đồng nữa là nó ra khoảng 60-65. Rồi chị Hương nè, chị Hương Helen nói là em mua rồi mà chưa làm cho. Em hỏi lý do tại sao chưa làm. Chưa có khách hả chị? Mời khách là quan trọng lắm, tại vì cái này là cái mới. Ok. Rồi cái tay ra được rồi. Rồi bây giờ chị làm cuticle ha. Quá đẹp không? Hẳn đẹp. Giờ mình làm cuticle, mình chạy bằng cái đầu này chút xíu cho nó mịn lại. Cái đầu này đầu gì đưa cho mấy anh chị coi, đầu này là đầu safety nha mấy anh chị. Đầu safety, cái này gọi là spine bit. Ở trong cái bộ đầu giữa dragon á, spine là giống như cái xương sống á. Giống như là đi bác sĩ chấn thương chỉnh hình vậy đó. Cái spine. Nếu treo bị dư và tràn ở đầu móng thì làm sao mình remove? Ở dưới hả, quét ra luôn. Nếu mà nó tràn ra là mình nó còn ướt á là mình hô cái đầu cái đây nè, cái cuticle như mình gắn lên không nó ấy thì mình giữ cái đầu cuticle cho nó khỏi tràn cuticle, thì mình lấy treo mình quét ra luôn, sau đó là lát nhớ bỏ top coat nha, nếu không là nó sẽ bị sticky. Đó cũng là một cái kỹ thuật á mà em mấy anh chị trước đây mình xài cái đèn pin á, cho nên là mình khó control, mình phải vừa một tay cầm đèn pin một tay cầm móng nữa, cho nên là nó khó cho mình. Từ khi mà mấy anh chị mà mua cái đèn mây này về nè, mình cầm được hai tay, một tay mình cầm ngón tay người ta, một tay là mình cầm nguyên cái móng để mình đè xuống tới đâu mình control tới đó, đó là mấy anh chị sẽ hạn chế rất nhiều ở cái phần mà cái cuticle bị hở lên với lại cái phần mà móng bị tràn. Tại vì tới chỗ nào mà mình thấy xong á là mình ngưng luôn rồi. Nó dễ cho mình lắm. Rồi. Step 2 có hơ đèn hay không? Step 2 không có hơ đèn, chị primer không có hơ đèn. Cái đầu này nữa, ai mà muốn cho nó sạch cuticle chút xíu nữa là mình đi vô cái đầu này luôn. Cái đầu này thì hôm qua có một anh khách của mình á, mua và hỏi là xài mấy cái đầu này thì xài như thế nào. Cái này khi mấy anh chị dũa thì không có đứng thẳng quá, mà mình phải hơi nằm nó cỡ 45 độ. Nó đi theo cái dòng curve của cái cuticle nè. Đó, nó đi tới đâu mà mình ôm tới đó chứ đừng có thọt thẳng lên gì ha. Thọt thẳng là mình khoan lủng lỗ. Lủng lỗ móng liền, lủng móng liền. Mình đi nằm xuống cỡ 45 độ, anh chị thấy không? Làm sao để có được poster quảng cáo? Em có nhắn nail job mà không thấy reply của bên Tiara phải không chị? Rồi. Cái poster Tiara mình đang update xong rồi, tụi em sẽ email qua cho mấy anh chị cái đó liền. Chị nhắn tin vào, chị cho tụi em xin email đi rồi tụi em sẽ gửi cái poster qua email cho chị. Rồi, sau đó là bây giờ bóp nhẹ nhẹ thôi. Bóp nhẹ nhẹ đầu móng cũng được. Bóp vời này tôi khoái chứ, bóp vời thấm cày tầm giả hay sao? Tiara mới có cái buffer mới luôn mà đúng không? Có luôn, buffer đó nhỏ hơn, anh chị nào thích cầm nhỏ gọn cầm vậy nè. Đó, cũng y như vậy nhưng mà nó nhỏ, nó vuông.
Rồi bên đây hả? Có muốn vũa nhọn quắt không ta? Không, đừng vũa nhọn quắt chị. Ừ, trời ơi, ơi con em nó có 2 tháng chị nhọn quắt em về em xỏ lỗ tai luôn á. Đã xong chưa? 10 giờ rưỡi. We on live. Yeah, just polish and then we finish. À. Rồi chiều một ngón để làm sơn QR ha. Bữa giờ anh chị hỏi cái QR sơn sao nè. Dạ, hôm nay thì tụi em làm cho mấy anh chị con một ngón mình sơn QR. Tại vì có một anh khách thôi, chứ không có nhiều. Có một anh khách, ảnh mua cái dòng Deep and Do về và lấy những cái màu QR ra sơn cho khách xong rồi rội lại thì cũng comment, tại vì unhappy là nói là tại sao clear mà sơn năm em sơn đó, nó không có cover, phải sơn 5 lớp luôn thì nó dày cui, khách hàng bắt tháo ra nước sơn lỏng quá. Thì em mới nói anh sơn màu nào, thì lúc đó anh đọc cái số mình mới lấy ra là toàn là màu clear không. Thì mấy anh chị biết là clear mà mình làm có so là tới mấy á, nó là clear thì nó vẫn còn một cái chỗ để nó see through. Nếu mà mình muốn nó cover thì mình phải có cái lớp nền. Thì một chút nữa chê sơn thì mấy anh chị coi cái này, nếu mà thợ mà có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ biết cái cách sơn cái này rất là dễ. Clear nó không thể nào mà nó cover, nó solid được như cái màu solid hết á, cho nên nó mới có hai cái tên khác nhau là solid color than clear. Bỏ vô hơi trước đi rồi. Okay, bắt đầu nè. Cái đầu tiên á, mình sơn cái clear khi mình mới mua về, dĩ nhiên nó có cái lớp gel trong ở trên thì mình phải mix, mình phải trước khi mình sơn mình để nó chổng ngược vậy nè. Mình cứ để đó xong mình sơn những cái màu khác, hoặc là 5 phút sau mình quay trở lại mình mới lấy cái này mình rô xung quanh vậy nè cho nó trộn đều lên ha. Sau đó cái lớp đầu tiên thì mình sẽ sơn nó mỏng được. Rồi okay, đưa tay ra đây luôn. Lớp đầu tiên là mình sẽ sơn mỏng. Không sao, cứ sơn mỏng tại vì QR mà. Chị Hồng, dạ để tụi em nhắn, tụi em trả lời lại cho chị Hồng. Sorry nếu mà có bị miss của chị nha chị. Móng này có refill được không? Dạ refill được bình thường à. Feel như feel hot gel builder gel vậy đó. Đó mình thấm vô cái chỗ nào mà nó ấy trước thì cái chân là cái lớp đầu tiên thì mình không có quan trọng nó cho lắm. Rồi bỏ vô đây hè đèn ha. Ủa xong sơn luôn hai ngón? Hai ngón đi ha. Cái tại vì muốn làm cái lớp ghi lớp base cho người thấy. Làm lớp base cho người ta thấy đúng không? Một cái lớp không base, một cái là kỹ thuật không base, một cái kỹ thuật là có base. Cái base là cái này là quan trọng nè. Cái này là không cần base là mình làm. Là mình sẽ apply ngay cái chỗ cuticle nhiều chút xíu, bắt đầu mình quét thẳng ra. Rồi, anh chị nào mà muốn mua set Tiara thì cứ comment là Tiara set đi, rồi tụi em sẽ gọi cho. Rồi nó tặng cái đèn may nha, 390 mà tặng cái đèn may. Rồi, mình lấy nhiều hơi nhiều gel chút xíu nè, ha. Đó, mình bỏ lên trên đây. Mình bỏ lên gần ngay chỗ cuticle nè. Mình bỏ nhiều giống như mình fill gel vậy đó. Đó, bắt đầu mình mới vuốt thẳng ra. Nè, cho anh chị thấy nè. Vuốt thẳng, nằm cái cọ thẳng xuống như nè. Mình vuốt ra. Đây là cái kỹ thuật mình sơn clear. Ít có anh chị nào biết. Đó, là xong, solid. Bỏ vô đèn hơi liền. Đẹp, solid. Cover luôn. Cover hết, đó là cái kỹ thuật như vậy. Mình phải lấy nhiều, cái lớp thứ hai, lớp đầu mình cứ quét mỏng không sao hết. Lớp thứ hai, mình sẽ lấy nhiều gel chút xíu, thấy không? Rồi mình bỏ ngay cái chỗ kia cầu giống như mình làm, mình fill builder gel vậy đó. Rồi xong bắt đầu mình mới để cái cọ nằm xuống, mình vuốt cái chỗ đó ra, mình angle cái cọ lên nha, đừng có để chà xuống, angle lên là gel nó sẽ tự chảy, nó self leveling và mình có được full coverage glitter. Đó là một cái kỹ thuật trong những cái kỹ thuật mà mình sơn glitter. Còn cái thứ hai nữa là mình sẽ sơn cái base lên nè, như là cái solid không thấy cái gì hết luôn nè, thấy không? Đây là màu 148 của Deep and Do đó. Cho nên nó là các anh chị mà sơn như bình thường không thể nào ra được cái glitter, nó phải có cái kỹ thuật của nó. Rồi sau đó làm cái này sơn base thì dễ, thí dụ như mình sơn cái base màu nào lợt lợt đi ha, dụ như base màu trắng đi, màu trắng luôn không? Màu xám là chị, màu xám đi. Nó là clear thì mình phải đi màu trắng xám, chứ mình đi trắng thì nó sẽ bị chổi quá. Còn mình chị đi cái đây mình nai nè. Thôi sơn cái này đi, để mình nai gì, sơn cái này đi cho anh ta biết. Đó, mình sơn một lớp thôi cũng được, không sao hết, một lớp bỏng thôi. Đó, ai muốn thì mình sơn cái tùy theo cái clear silver. Yeah. Ví dụ như clear màu vàng thì mình sơn cái nền màu vàng trung tông với nó nha. Chứ không thôi là nó bị lợt tông cũng không được nữa.
Vì mình sơn một lớp này rồi ha, lớp thứ hai là sơn QR. Mình có thể sơn một lớp nhẹ, hai lớp QR, một lớp mỏng với lại một lớp dày QR. Còn nếu như mà không vậy á, thì chơi sẽ bỏ cái thẳng trực tiếp cái kim tuyến lên luôn. Dạ, em thấy mấy anh chị comment thì ra set nè. Xong rồi tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị nha. Tụi em sẽ liên lạc để gọi cho mấy anh chị. À, bây giờ mình để zoom in vô để cho anh chị coi cái kỹ thuật mình dành cho em. Dạ, cái set mà complete set 390 là đầy đủ là hai cái kit lớn nè, 5 hộp tip box. Và tặng cái đèn mây là chuẩn bị hết hàng luôn đó nha mấy anh chị. Hy vọng là sold out tuần này luôn đó. Rồi, 30 giây. Rồi, bây giờ mình quét một lớp lên trước đi cho treo nó trơn. Không có cần hơi đèn đâu. Cái lớp này không cần hơi đèn luôn. Cái treo lớp đầu tiên ha. Bây giờ mình làm nhiều treo chút xíu nè. Mình bỏ lên trên đây. Mình bỏ gần sát cái phần cuticle nè. Đó, mình cho nó chảy ra. Bắt đầu mình vuốt treo ra nhẹ nè. Để cho nó nằm thẳng xuống. Nằm thẳng cái cọ. Thấy không, treo nó tự trôi ra nè. Mình cứ quét xuống bớt thì nó sẽ nổi sáng lên thôi, cái nền nó dưới thì nó sẽ nổi sáng lên. Đó, là ok, là đưa vô hơ. Đó, đây là cái đi có trước. Cái base. À, cái đó thì mình làm mà từng ngón vậy đó, như cách vô nó làm một ngón quy rồi vậy mình làm như vậy dễ, sơn treo nó dễ hơn chị là mình lấy. Chị em vô trễ. Khi mình gắn móng đâu rồi? Comment nó đi đâu rồi? Không bỏ bột không? Xong rồi bỏ bột gì lên hay mới sơn không? Dạ sơn không? Sơn không. Dạ, rồi cái trick này bữa nay em mới biết luôn. Bình thường em chỉ làm chưa? Em chỉ làm phải có bay thôi. Ghê chưa? Ghê quá. Thấy ghê quá trời ơi. Thấy ghê quá. Ok. Bữa nay ở shiny lỡ shiny luôn đi. Đó, rồi. Muốn bên này muốn mới mát phải không? Không cho. Làm nguyên bộ, đổi ý hoài. Đây là một trong những cái vị khách đó. Cả nhà gặp hoài, đổi Thượng ý. Đế. Nè, đây nè, cho coi. Nè, cho sát cái đèn vô coi, thấy không? Nó cũng gần giống nhau thôi, không có gì mà khác biệt hết trơn á. Tùy theo cái màu base ở dưới, dĩ nhiên nó có màu base thì nó sẽ hơi ẩn sáng lên chút xíu. Nhưng mà còn không, nó vẫn quy đờ bình thường. Chị em nói là hai chị ghê quá luôn nha. Chị ghê quá, chị ghê. Con mình chê ghê đó à. Cái gì vậy? Ta mới chia sẻ bí quyết mà ghê cái gì. Cái màu này mới sơn có một lớp mà sơn lớp nữa đi trời đất ơi. Mới sơn lớp hả? Đây là của Deep and Do nè mấy anh chị. Mới sơn một lớp thôi. Nhìn tưởng nó hai lớp, nhìn kỹ vô mới biết mới có một lớp. Deep and Do 4-in-1 nước sơn gel, nước sơn thường và bột. Chế sơn là hay sơn ở ngoài đầu móng trước á, tại vì cho cái gel ở trong cuticle nó đều, nó mỏng á. Tại nhiều khi các anh chị quen tay, cái mình lấy nước sơn mình múc ra, cái mình bỏ ngay lên chỗ cuticle nó chàng cha nó rồi. Cái cỏ này là cái cỏ đầu dẹp, thì chơi sơn cái cỏ đầu dẹp, chơi thấy làm sao? Thích. Nói chung là mình tay nghề cũng giỏi đó nha. Cho nên là mình sơn cỏ nào cũng được đó. Rồi thấy ghê thấy ghê nữa luôn rồi đó. Không, mấy ghê với mấy người này nói chuyện là mình phải nâng cao mình lên chứ không người ta gì mình hoài hà mấy chị ơi. Cho nên là mình phải như vậy đó. Tự tin cái này tự tin. Tự tin mà cấp bằng được luôn. Đẹp quá, cái màu dễ thương quá. Cái màu này mà còn đòi đổi màu nữa thiệt tình luôn. Chị Hana thì nó là hai đứa lợi hại. Lợi hại hai đứa. Không biết lợi thì có không, nhưng hại thì em hại thấy có lắm. Hai đứa hại là hại chung với nhau là mệt mỏi lắm. Hai đứa sáp vô là coi như là toàn là trouble không à. Mấy anh chị thấy có lợi không mấy anh chị? Nhưng mà hại thì tụi em thấy hại có đó. Nhưng mà lợi thì phải hỏi mấy anh chị có thấy có không nè. Không có lợi chứ, phải có lợi. Có lợi thì cũng có răng nữa. Không có lợi là không được. Vẫn còn lại đúng không? Còn lại cũng còn lâu ạ. Đó, cách này là gắn thiệt là rất là nhanh luôn phải không cả nhà? Ta nói có nhiều đứa vô sáng sớm ta làm vô hỏi chị có bận không? Mình quay qua tao đó. Rảnh lắm. Không, tao phải bận, không bận thấy hết làm sao? Mấy đứa này hỏi gì tầm bậy tầm bạ bởi vậy. Người ta đi làm mà vô hỏi có bận không? Ai mà hỏi em vậy? Không, tao rảnh lắm. Rồi, top coat vô. Tiara không gắn lẹ. Rất là nhanh, cái này là giới trẻ bây giờ nó xài nhiều lắm mấy anh chị. Vô là nó chỉ muốn bộ móng nhanh là đi ra, nó không có muốn ngồi lâu quá. Với lại nó cũng không có cần phải là đeo cho dạng lâu dài, ăn chắc mặt bền. Mà đúng nó rồi. Chỉ cần nó đẹp
thời trang cho nó đi chơi, nó đi event hoặc là đeo chơi tuần hai tuần rồi tháo ra vậy là thôi. Cho nên là cái này bây giờ là tụi trẻ nó đang thích, trong đó là có em, ý mình nói là mình trẻ đó. Rồi bàn tay người mẫu đẹp quá chị Hà Nà kìa, trời quá ơi, đẹp luôn. Em gặp em đãi chị ăn phở á. Ừ, Ngân nói vậy tại biết không bao giờ gặp chị á. Chị bữa nào chị qua chị đòi phở nha chị. Người mà nói vậy là tự biết người ta không bao giờ gặp mình hay sao á. Đẹp ghê chưa? Ô, chưa chà. Không, chị cũng nhận cái người làm đẹp quá. Cái bàn tay của khách nó ngộ lắm mấy chị, mỗi người có một cái bàn tay khác nhau, giống như tay em á, để vậy nè, nhìn nó còn thon được chút đúng không? Mà quay qua vậy. Sàn cái hết hồn thôi, thôi, hồn. Thôi tóm lại rồi, để tóm lại chút. Để mặt này thôi được rồi. Kỳ quá, tốt khoe xấu che nha bé. Chị Huyền, anh Huyền, chị Huyền Hoàng hỏi giá bộ này lấy giá deep mà bằng, chị muốn lấy bao nhiêu lấy bằng giá đó. Thì bây giờ mấy anh chị thấy là cái móng gốc của nó đó là nó ra nó almond đúng không? À, stiletto. Nó hơi bầu bầu, còn khi mà mình muốn là mình tém cái là nó sẽ mình sắc nét ra giống xíu gì? Là nó sắc nét ra ha, hai cái khác nhau. Cho nó uống nước chút xíu. Mình thấy cái kiểu deco của Cưng nó khác nước quá. Uống vô đi Cưng, uống vô. Cái cổ của ta. Rồi. Rồi. Ok. Xong rồi đó. Cái này là cái tụi em gắn nhanh cho mấy anh chị nha. Mai mốt mà mấy anh chị tham gia các lớp học của tụi em á là tụi em sẽ chỉ cho những cái trick gắn nhanh mà nó bền. Ừ. Bộ móng gắn ra là khoảng 10 phút là xong cái bộ tiara, sau đó mình sơn treo mình design sao. Màu nude này là màu số 134 chị. Làm mấy cái này dịch vụ này mấy anh chị chủ tiệm khoái lắm nha, tại vì thợ chạy khách rất là nhanh. Rất là nhanh. Đó là cái mà em nghĩ future nó sẽ là như vậy luôn. Đó, rồi thank you và chào tạm biệt cả nhà. Chị anh chị nha. Nào muốn mua Tiara thì comment Tiara, ai muốn mua 411 Deep and Do thì comment là Deep and Do. Rồi tụi em sẽ gọi. Have a good day cả nhà. Bye.